Việt Nam là một trong 7 thành viên sáng lập và là đối tác chính thức của Diễn đàn cấp cao đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu P4G 2030 từ năm 2017. Đến nay, Diễn đàn P4G có 12 quốc gia thành viên, cùng với sự tham gia của hơn 90 quốc gia, các tổ chức, cùng với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khắp thế giới. Cùng với việc tham gia Diễn đàn P4G, thời gian qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và phục hồi xanh. Tham gia Diễn đàn P4G với tư cách là một trong 7 nước thành viên sáng lập từ ngày 7 tháng 7 năm 2017, Việt Nam đã triển khai nhiều hành động, thể hiện quyết tâm, mong muốn cùng các chính phủ thành viên diễn đàn hiện thực hóa các mục tiêu xanh của toàn cầu 2030. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Việt Nam tham dự lễ công bố Diễn đàn P4G tại New York với tư cách là đối tác chính thức. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, Việt Nam công bố thành lập Diễn đàn Quốc gia P4G. Ngày 19 đến 20 tháng 10 năm 2018, Việt Nam cử đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ nhất diễn ra tại Đan Mạch. Ngày 25 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng chính đại dịch và những khó khăn thách thức cũng để các nước thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống, bảo đảm hài hòa giữa con người và thiên nhiên và là động lực để thúc đẩy các nước cùng hợp tác vượt qua. Thủ tướng đề nghị, hơn lúc nào hết, cộng đồng quốc tế cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng tại phiên thảo luận. Thứ nhất là phục hồi xanh, kinh tế tuần hoàn cần được triển khai quyết liệt ở cấp độ quốc gia, khu vực toàn cầu trong khuôn khổ chung là các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Thứ hai, chuyển đổi xanh cần có lộ trình phù hợp, tính đến điều kiện và năng lực khác nhau của các quốc gia. Các nước phát triển cần tiếp tục tiên phong trong thực hiện cam kết về giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thể chế cho các nước đang phát triển và các nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Thứ ba, quan tâm xây dựng thể chế, khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả các chủ thể trong xã hội, nhất là doanh nghiệp và người dân, và thúc đẩy mạnh mẽ hơn các hợp tác công tư trong tăng trưởng xanh, hình thành các chuỗi giá trị và ngành nghề mới thông qua xanh hóa sản xuất, công nghiệp và nông nghiệp, dịch vụ. Thứ tư, nâng cao năng lực chủ động thích ứng của những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Những thách thức nghiêm trọng ở những nơi này đang rất cần sự hợp tác chặt chẽ và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nhất là trong việc quản lý sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước của khu vực và trên thế giới. Thứ năm, để phục hồi trở lại tăng trưởng, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết cơ bản đại dịch COVID-19. Nỗ lực của mỗi quốc gia là yếu tố hết sức quan trọng và là hàng đầu, nhưng sự hợp tác quốc tế hiệu quả là không thể thiếu được. Thứ sáu, trong bối cảnh hiện nay, các quốc gia cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung của toàn nhân loại, đảm bảo môi trường quốc tế, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, có lợi cho việc phục hồi kinh tế và hợp tác quốc tế trong tình hình hiện nay. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển xanh với con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất của phát triển, trong đó có phát triển xanh. Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả hơn nữa của các nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác hiệu quả hơn nữa của các nước,
các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhất là trong các dự án hợp tác phát triển hạ tầng, chiến lược chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh, vân vân, và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam chúng tôi. Kết thúc phiên thảo luận, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua tuyên bố Seoul, khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo P4G và các đối tác, đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp lớn nhằm phục hồi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, bao trùm, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ hai đã thành công tốt đẹp, tạo động lực mới trong việc thống nhất nhận thức, chia sẻ trách nhiệm, chung tay ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xanh toàn cầu. Những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị là nền tảng quan trọng hướng tới hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26